anh Vịnh sẽ đi tới trước mình rồi. Té đi anh Vịnh ơi, té đi. Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một cái mini game của bộ ba bá đạo. Nhưng mà hôm nay không có Timmy à, không. Oh my god, bạn biết sao không? Tại hôm nay Timmy quay video xong Timmy phải đi ra ngoài để edit video, để chiều nay có video đăng cho anh em xem. Cho nên hôm nay chỉ có mình và anh Vịt thôi. Buồn quá, nhưng mà không sao cả. Nói chung hôm nay mình đã rủ anh Vịt chơi một con map, chính là map bắt cua tìm cần gạt. Đây là một con map mà mình có một lần mình đã chơi ở trên stream rồi, nhưng mà mình chỉ chơi có 2-3 màn thôi, mình chưa chơi hết. Và mình thấy cái map này khá là hay nên mình quyết định là sẽ quay video luôn. Đó, ok. Thì các bạn thấy là mình không có chào anh em bằng góc nhìn kia được, bị góc nhìn bị khóa rồi. Thôi mà nói chung là bây giờ bắt đầu vào game thôi, không có Timmy là thấy buồn rồi. Ơi quay video nào, bắt đầu thôi anh em ơi. Em bắt đầu nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm cái nút gọi là khó tìm nhất hành tinh. Yeah. Bây giờ em với anh Vịt sẽ chơi solo, ai là người kiếm được nhiều cần gạt hơn người đó thắng. Té rồi. Hai đường. Ok. Dạ có hai đường anh yên tâm. Solo với cả phong cận nha bạn. No, sao bị rơi rồi? Sao bị rơi hoài vậy? Cái màn bắt cua là ghê ta. No. Cho em. Anh Vịt lấy được rồi. Mệt quá. Cái cửa nè. Ủa cái cửa này đẹp quá ta. Dạ đúng rồi anh. Cái cửa này dạ. Sao hôm nay tiền em bắt cua lỗi trời. Ui có hai đường. Ơi, lần này sẽ là của em. Lừa không? Không thể ngủ khi bắt ngay. Ngủ không được anh ơi. Cái này tí nữa mình chắc mình phải quay trở lại đường này luôn. Anh phải ăn bánh mì giờ không anh bị mất máu chết. Nếu mà mình té mình chết là mình phải quay trở lại các bạn, vì cái map này nó hơi bị fail tí. Em lên trước rồi. Cần gạt em thôi em. Đó. Anh một cái một cái. Ai rồi? Anh ăn bánh vô đi thôi anh chết. Ồ, bây giờ cái này mới khó nha, dây leo tùm lum à. Ủa, cái này đến ba cái rương rồi anh ơi. Thì ba rương vậy. Ủa dạ, đây cái này phải kết hợp các bạn, không phải solo nha, kết hợp nha. Cái rương nó có không? Có cái rương này có. Có thì chắc là đúng cái rương anh, còn mấy cái rương kia chắc là không có đâu. Ok, mở cửa anh. Ok, vậy là anh mình đã kiếm được hai cái rồi, mình kiếm được một cái. Thử chạy lên coi. Dạ. Thử chạy lên xem cái rương này có. Rồi đem lên thử. Có thử lên thử coi. Sao cái này dây leo tù luôn vậy? Nó cứ dướng hoài à, em nhảy không được luôn. Khó chịu tê ta. Trời đất. Rồi rớt rồi, té rồi. Em thử kiểm tra xem cái rương này có. Dạ ok. Không cần đang kéo lên. Đây. Không có anh ơi. Còn rương bên này. Lít vô nè. Không có luôn. Bên này. Ok. Dạ. Lần này sẽ là cái cần gạt của em. Anh Vịt kiếm được hai cái rồi. Cái này phải thuộc về em. Không, cái này mới khó này. Anh ăn thịt gà chưa? Ôi cái này không có. Cái đường nào? Ôi cái đường bên kia. Oh no. Ôi cái đường nào? Mình không để cho anh Vịt lấy trước mình được. Oh no. Nghe qua chưa? Ok. Anh Vịt đẩy em rồi. Phong để anh rồi. Chết rồi, té rồi bạn ơi. Phong lên rồi. Băng chân quá. Đường nào? Đằng sau anh. Oh no. Anh tránh ra cho em lên. No. Chỉ qua luôn nè. No, chết rồi. Không chen chen được rồi. Chết rồi, phong gần vừa đẩy mình rồi. Oh no, em cũng rơi cái băng chân quá à. Băng chân đúng chân luôn. Ok, mình và phong gần sẽ nhảy lên phong. Chân đi phong. Té đi. Không té được đâu, em nhấp từng cái. Lấy được rồi. Ok. Ôi trời, té gần chết luôn. Mấy rồi, tỷ số mấy rồi? À, hai đều rồi anh. Okay. Hai đều à, ok. Ủa cái này leo cầu thang. Mà này leo cầu thang các bạn ơi. Mình phải leo kiểu zigzag nhè các bạn ơi. Ôi, phải nhảy qua nữa hả? Ui, không cần nhảy. Nhanh lên. Ủa sao đến đây có hai rương lận? Ủa rồi rốt cuộc cái rương nào mới là rương thật? Bên anh Vịt mà là rương thật, đó là mình thua chắc. Ủa, rương em là rương giả rồi. Ủa, sao lần nào rương của anh Vịt cũng là rương thật á nhỉ? Các bạn cái này không? Cái này cay quá trời. Cái này mình khó này, trời đất. Cái này rương đâu vậy? Em không biết nữa. Có cọng dây leo. Em thấy rồi. Ôi, em lên trước. No, em lên trên nhé. No, em lên đây. Trên mà trên đấy không có đâu. Trên đấy phải đi parkour có cây khác rồi. Đây em lấy được rồi. Lấy chưa? Có chưa? Có rồi. Ok. Giỡn. Vào. Vô. Ok. Đây là ba đều. Bên này.
3 đều rồi. À, cố lên cố bên lên. Bên phải chân lý luôn, chiến thắng gọn nhỉ. Ok, mình sẽ lấy ra bên phải. Em đi chậm. Tuy là đường em dài hơn em vẫn thắng ha. Sao vậy? Ok. Ủa bên đây cũng y hệt bên đó kia luôn. Ơi à ha cho đi. Nhanh. Em mới ăn thịt gà vào để cho nó dễ nhảy, nó đi nhanh hơn. Anh vịt qua ăn thịt gà vào đi. Ờ anh ăn thịt gà nè. Rồi vậy là 4-3 rồi. Ủa sao lè vậy? Anh vịt đang thịt gà thì em đã lên tới nơi. Rồi ok lên nơi rồi. Ok. Oh no. Cứ chừng chết. Oh no. Được. Ok. Gần vô đây. Ok vô. Rồi 5-3 rồi. Bên đây hả? Ồ. Nhảy nè. Ơi cái chỗ này có một cái đường thôi à, vậy chắc là anh Vịt sẽ đi tới trước mình rồi. Té đi anh Vịt ơi, té đi. Té đi. Anh té thiệt luôn. Mọi người làm chứng cho mình nha, là mình không hề đẩy anh Vịt hay là đánh anh Vịt nha. Anh Vịt tự té nha. Phong là kiểu lời người nữa không? Nhảy đến cuối cùng rồi con té đó. Nhảy bên này đi. Ok, vậy là coi như là gì ta? Bảy, ơi thôi. Sáu ba. Ok, cái đường này, cái đường này không có. Mình thua, không gặp các bạn đây. Cái đường này không có rồi. Ok, sao không nhảy cái thằng nào khó vậy? Cái đường bên này không có rồi. Thế đi nhảy bên này đi. Lên. Đầu xanh. Em đã thắng. Ôi, ui rớt đây. Rớt rồi. Ơ lụm. Không, em làm rớt cái cần gạt xuống dưới đất. Ồ, sao làm rớt hả? Em cầm trên tay nhưng mà em bỏ vô rương không được cho nên. Cái chỗ này không lên được à? Ở chỗ này phải bắt cua dính tường hay sao á? Đúng rồi, phải bắt cua dính tường. A no. Ờ em chết rồi. Ok. Mình phải nhảy theo đường này. Chắc đường bên này sẽ dễ hơn. Ủa? Ủa đường bên này khó hơn mà. Ủa no. Oh no. Ây da, trời em cũng té luôn. Ui, nãy giờ em hết thịt gà, em quên mất cái thằng thịt gà. Chính là cái đường bên kia ngắn hơn bởi vì là nó gần hơn nhưng mà phải bắt cua kiểu kỹ năng á, dính tường á. Dạ đúng rồi anh. Đạp tường lên mới. Ôi. Trời đất ơi, chỗ này như phải đạp tường hay sao không? Em không biết là đem thử. Hey. Trời đất. Lấy được rồi. Dạ được ạ. Ấn cái đường lấy được hả? Dạ. Anh chỉ cần anh ấn vào cái lưng cái đường, sau đó là mở cái đường ra, anh nhấn shift và anh lấy cần gạt vào thôi. Ok. Rồi cái đường bên chỗ anh Vịt, sao lần nào cái đường cũng nằm bên chỗ anh Vịt vậy? Các bạn này say thiên vị quá à. Mình ghét. Ai trời, rớt rồi. Cái cục băng. Cục băng ở chơi đúng chơi luôn. À bên đường bên đây. Ơi, sao em mỗi lần em cứ bị lố vậy mà. Cục băng trơn quá. Nó trơn lắm. Rồi xong lố rồi. Anh ăn thịt gà vào. Ăn thịt gà là nó bị lố. Oh no. Có mấy lúc em đà em không tới nữa. Lúc lố, lúc không lố. Lúc lố lúc thiếu. Đó, lúc nó bị lố mất đúng một block là té à. Đó. Nhảy lên. Qua. Wow. Ăn thịt gà sẽ bị lố các bạn ơi. Ok em lấy được rồi. Vô. Nhảy lên nè. Ôi ăn thịt gà vào là em nhảy như siêu nhân luôn. Em nhảy siêu nhanh. Ôi trên này có một cái block này bạn ơi. Ok, chúng ta phải coi chừng. Oh no, em hết máu luôn rồi. Chết rồi, em còn một máu. Còn đồ ăn không? Để em ăn rồi. Đây, rồi ok, mở cửa đây. Mở. Tiếp tục. Ủa sao mấy cái map này có mấy map nhìn giống y hệt những cái map cũ anh ha. Chắc là bạn ấy bí tưởng quá, bạn ấy bui lại ấy, bởi vì lúc cái khúc mà lúc nãy em nhìn á, trời đất ơi, nó kiểu nó giống y hệt nhau luôn. À cái đường bên kia. Nãy giờ em không biết. Coi trường hai thằng đẩy nhau rồi té luôn cả đôi ấy. Đúng rồi. Hãy. Lê Nguyên, té đi. Ok. Rồi anh phải thống té rồi. Dạ. Trời đúng rồi, Nguyên nó sợ luôn. Từ mà Phong kêu mình té cái là mình cũng té luôn các bạn ơi. Ui cái này giống nham, cái này mà chết cái là anh với em phải chơi lại mình một luôn. Cái này mà chết cái là hai em mình chơi lại mà một thôi. Từ Phong nhảy trước đi. Dạ Phong ok. Nhảy trước đi, từ thằng một tao không sợ. Ở bên kia. Xong rồi. Mày có nước. Có nước anh ơi, có nước. Mày quá. Ok, mày quá. Màn này bắt đầu nguy hiểm các bạn. Màn này nếu mà tranh đấu là khả năng cao là hai thằng phải nhảy lại từ đầu này. Giờ em sẽ phải dùng hết sức em bắt cua 4 lóc qua bên kia luôn. Hai.
Ờ xong, em chơi ngu rồi. Không thành rồi. À, no, 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 no. Ủa, may quá, tí thì tèo luôn. Tí nữa là anh Vịt đã biến thành là Vịt nướng dung nham. Dạ, trên đây nè. Ok. Ok, này này sợ bị quá đào quá. Ok, được rồi. Ở cái đường tít trên kia. Mình chạy qua bên kia cho lẹ bạn ơi. Đi bên này đi. Yeah, em lấy được rồi. Lấy chưa? Lấy rồi anh. Cái khu này đúng ghê luôn. Cái này chắc chúng ta nên hợp tác với nhau rồi. Đi không nên thi đấu. Đi này chắc chứ. Ủa? Cái gì hãy tiến vào thế giới mới. Nhảy qua. Cái này là bắt cua hả? Ở bên này bắt cua. Ồ. Ủa? Ủa sao mình không nhảy luôn cái đường chính đó? Bên đường này dễ hơn sao anh không nhảy? Ờ, kỳ ta. Ủa giờ sao anh Vịt lên được? Sao không ngoi lên được ta? Cái mùi block bình thường lên được anh? Ờ bên đây nè anh, bên đây có cái đồ đẩy lên anh. À bạn đó bắt anh là phải quay lại từ đầu. À, ok, thế. Ôi, cái chỗ này mình ghê vậy Phong ơi. Đâu anh? Oh my god, cái chỗ đó mà mình không canh là mình dướng luôn. Ok, em sẽ mở góc. Canh, không canh cái là nó đập vô đầu mình luôn á. Góc nhìn bị khóa rồi, em không canh được rồi. Ôi đâu. Thôi, qua được. Yes, em cũng qua được rồi. Ôi, chỗ này mình khó nè. Chỗ đó phải nhảy. Ôi. Ok. Qua nè. Qua nữa nè. Qua luôn nè. Ok, em qua được rồi. Cái này giống như em em có biết nhảy bắt cua qua tường không? Dạ không anh. Đặt tường luôn á. Không anh, cái đó người ta phải tập ta mới chơi được. Em ít khi nào chơi bắt cua lắm cho nên em không làm được. Ô anh đã bị bỏ vô cái máy xay rồi. Ô mình đứng trên này luôn các bạn ơi. Cắt liên tục anh Vịt ơi. Gần tới té. Lại, oh my god. Em sẽ đứng đây để anh Vịt, để mỗi người một mỗi người. À, the end này nè, anh kết thúc rồi nè anh. Cố lên anh Vịt ơi. Ok, bây giờ mọi người 2 sao. Ok. Giờ sao qua. Ok, mọi người 2 sao. Tăng. Yeah, win. Thắng rồi. Yo. Ok. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Và nhớ vào cái nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong bộ ba bá đạo của mình. Đó chính là Timmy và anh Mr. Vịt để subscribe ủng hộ cho mọi người nha. Ok, và bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và mọi người cũng đừng quên đặt lại thử thách là bọn mình sẽ tiếp tục chơi cái mini game gì đó nữa cho bộ ba bá đạo của bọn mình nha. Ok, bye bye. Nhớ subscribe ủng hộ cho anh Mr. Vịt và Timmy thật là nhiều nha mọi người. Bye bye. Ủng hộ xem video, click vào quảng cáo ủng hộ cho mọi người nữa nha. Bye bye.